ngày 20 tháng 7 năm 1974. Sư phụ giảng về vấn đề sống và chết. Chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu? Một người vì không thoát khỏi dòng luân hồi, bởi vì con người tuy là tánh linh của dạng vật, nhưng nếu không tu luyện thì chẳng khác gì các loài động vật khác, người có khả năng tu hành mới thoát được sanh tử. Xét theo luật nhân quả, nhiều kiếp trong quá khứ từng làm heo, làm chó, đến nay mới làm người. Được làm người là điều rất khó. Các động vật khác trong bốn loài bị tham sân si che lấp, rất khó tu hành. Chỉ có con người mới có lý trí mới đủ khả năng để khắc phục dục niệm. Đó là chỗ mà các động vật khác đối với việc tu học Phật Pháp không thể sánh được với con người. Tham dục của loài người rất lớn do tư duy tiến hóa và văn minh vật chất làm cho tham dục ngày càng gia tăng. Ăn thì muốn cao lương mỹ vị, mặc thì muốn giải dốc sang trọng. Tham muốn càng nhiều, thì niềm tin vào sự tu học Phật Pháp càng giảm đi. Làm sao thoát khỏi biển khổ, thật đang thường xót. Trong bốn loài chúng sanh, có rất nhiều động vật sống theo quy luật tự nhiên, như trâu bò ăn cỏ, nhện giăng lưới vân dân. Chúng sống rất đơn giản. con người nguyên thủy cũng sống rất đơn giản. Nhưng khi xã hội phát triển, cha mẹ chỉ biết lo cho con cái, chỉ vì đàn con cháu hết thế hệ này đến thế hệ khác mà suốt ngày tất tả dội vàng phí cả một kiếp sống không biết tu hành nên sẽ vẫn mãi lăn lộn trong sáu nẻo luân hồi trong xã hội ngày nay có hiện tượng người ta không hiểu mình sinh ra con cái để làm gì lỡ làm cha làm mẹ thì phải giáo dục con cái cha mẹ dù đã dốc sức dạy con điều thánh thiện nhưng rất nhiều đứa con bất hiếu thậm chí còn làm chuyện tà ác sau khi được nuôi nấng dạy dỗ liền rời bỏ cha mẹ đi tìm sự hưởng thụ không biết hiếu thảo đền đáp công ơn dưỡng dục khiến cho cha mẹ phải chịu cảnh neo đơn cô độc kết giao với bạn bè phải thành thật có tình có nghĩa không nên coi trọng tiền tài thân nhau vì tiền mà phải lấy nhân nghĩa cư xử với nhau thời xưa bạn hữu giao tiếp với nhau rất trọng nghĩa khí nếu từ phương xa đến thăm bạn bè mà chỉ có vợ bạn ở nhà chồng đi vắng thì liền tránh đi nơi khác còn bây giờ ở xa đến thăm bạn bạn đi vắng chỉ có vợ ở nhà bèn nhân cơ hội thích thú trò chuyện với vợ bạn không biết ngại ngùng một nam một nữ gần nhau như vậy làm sao sánh được nghĩa khí của người xưa dục vọng của con người ngày càng trầm trọng sinh hoạt của các loài động vật khác có tiết độ thời gian con người thì không như vậy lúc nào cũng đầy lòng tham muốn do đó mới xảy ra biết bao vụ án mạng cướp bóc khiến cho xã hội bất an cho nên con người cần phải giảm bớt lòng tham để tâm tìm hiểu và tu theo phật pháp được vậy xã hội mới an bình con người mới mong thoát khỏi luân hồi chúng ta xuất gia mặc áo nhà tu đã thọ giới là biểu tượng thầy của trời và người phải làm thế nào cho đồng loại tôn kính Muốn vậy thì không được tham dục, phải dứt bỏ mọi tập khí thế gian, phải nỗ lực tu khổ hạnh, khiến cho người thế tục cảm động quy ngưỡng. Như thế mới mong độ được họ, độ được chúng sinh. Chư tổ ngày xưa dạy chúng ta, phải buông xả tất cả, dứt hết rác rến trong tâm, không nhiễm tập khí nào của thế tục. Tâm hồn trong sáng không dính bụi trần, như vậy mới giúp cho sự tu hành của chúng ta đạt kết quả sở dĩ phải dứt trừ tập khí vì tham sân si che khuất bản tính chân như tâm hồn không trong lắng bản lai diện mục chẳng bao giờ hiển lộ mục đích của người tu hành là đắc đạo phải tu chứng bản tính chân như bất sanh bất diệt Pháp môn tu trì của ngoại đạo còn có sanh, có diệt. Nếu chúng ta đạt đến chân như thật tướng thì thoát khỏi biển khổ. Ngoại đạo thể hiện thần thông bằng đồng bóng, cầu cơ, vân dân đều là những điều huyễn hoặc. Đạo giáo, tức đạo lão, thì bày phép trừ bệnh để sống lâu. Đạo Phật không như họ, không cầu trường thọ, không chứng tỏ thần thông, không làm các việc huyễn hóa hư ngụy mà chỉ thực cầu chân lý xưa và nay bất đồng hai bàn tay của người xưa dạng năng tay chân và đầu não được dùng đều xã hội thời nay tiến bộ con người chỉ vận dụng đầu óc rất ít dùng chân tay vậy thì ta phải vận động thật nhiều phải chịu cực chịu khổ nhất tâm quyết chí tu hành nhân loại hiện nay giết hại tranh đấu lẫn nhau mà tự chuốc lấy họa diệt vong tự gây nên nghiệp ác chẳng hạn như các nước trên thế giới chế tạo vũ khí giết người ngày càng tinh xảo do đó càng làm tăng thêm tội ác của loài người cuối cùng chỉ còn hy vọng là mọi người biết niệm phật sớm cầu giải thoát sư phụ bảo đại chúng cùng niệm phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát Ngày 11 tháng 12 năm 1975 Pháp Sư Sám Dân đến thăm Hỏi Sư Phụ Pháp hệ Hòa Thượng trong rất khỏe mạnh Tinh thần minh mẫn Không như cụ già 80 mươi xin được hỏi trước giờ ngài không dùng thức ăn nấu như người thường làm sao giữ được thân thể khỏe mạnh như vậy sư phụ đáp trước đây khi tu khổ hạnh một thân một mình ở trong núi sâu ăn hết mấy mươi cân gạo mang theo lại không có tiếp tế không biết phải làm sao chỉ còn cách ăn trái cây rừng rau dại rễ cây để duy trì mạng sống chứ nào phải vì tu hành buộc phải ăn như vậy hiện nay là lúc tôi đậu chúng phải thích nghi với mọi người nên tôi không còn sống như trong núi ngày ngày ăn rau dại rễ cây tôi là kẻ phàm phu nên cũng ăn như mọi người có điều trong tính chúng ngày nào cũng có người đem cho trái cây nên tôi ăn chút ít trái cây để duy trì cái bao bị da thịt hôi thối này và cũng uống chút ít sữa, như thế không thể nói không ăn uống như người thường, đó là người ta đồn đại về tôi vậy thôi. Có Phật tử thưa, đệ tử có ý định cuối tháng 8 mùa thu này bắt đầu tập tu thiền định, xin sư phụ chỉ dạy cho con phương pháp Tu thiền định trước hết cần phải biết căn cơ, tức là tự thân có căn cơ tu thiền được hay không. Nếu như tâm không định tĩnh được thì tu thiền sẽ dễ khởi phiền não, thà rằng không tập còn tốt hơn. Lại nữa, người tu tập thiền định trước hết phải xa lánh chỗ ồn ào, không mang trong lòng bất cứ một sự sợ hãi nào. Lúc ấy mới bắt đầu tập thiền được. Hiện nay thấy nhiều người ngồi thiền dưới mái hiên, dưới gốc cây, cũng mang tiếng là hành thiền, thật buồn cười. Đó chỉ là hình thức bề ngoài, sao có thể nói là tu thiền. Kể định, tu thiền cần phải xa lánh thành thị, thôn xóm, phải ở nơi hoang dã vắng vẻ, tĩnh tọa một thời gian, thể nghiệm xem tiếng trùng kêu, chim hót, gió táp mưa sa vân vân. Đủ loại âm thanh có nhiễu loạn tâm mình không? Có làm kinh động gây phiền não hay không? Thấy rắn rết giả dạ thú có sợ không? Thấy như không thấy, biết nhưng vẫn định tĩnh, Như thế mới có thể tu tập lâu dài. Lại như nhập thất niệm Phật là cốt làm cho người tu tập định tĩnh, Nhưng rồi có thành tựu theo dự kiến. Nếu không thì mỗi lần vô thất như thế không có tác dụng, còn nếu trong lúc niệm Phật Nhất tâm bất loạn Như vậy mới đúng là niệm Phật ta muội Đạt đến niệm Phật ta muội Thì Tây Phương tịnh độ hiển hiện trong tâm Trong lúc niệm Phật Niệm mà không niệm Ấm thức, thần thức của hành giả Còn gọi là A Lại Gia Thức Ngay lúc ấy hòa nhập với hư không Có thể thấy Tây Phương tịnh độ Thật ra Quái tịnh độ có bao giờ xa lìa tự tánh? Trong lúc tĩnh tâm hay khi niệm Phật, không trụ vào tướng, không khởi niệm thương ghét lấy bỏ, không nghĩ đến thành bại lợi ích, không sanh tâm thiện, không khởi tâm ác, tất cả đều trở về hư không tịch tỉnh thì mới hiển lộ được chân tâm. Tu tập thiền định không phải là ngồi trơ ra, ngồi trơ ra thì khác gì gỗ đá chỉ như một tảng đá to bích động dù trải qua hai ngàn năm chăng nữa cũng chỉ là một tảng đá ngoan cố mà thôi do vậy tu tập thiền định không có một hình thức nhất định bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều có thể là thiền do tâm thanh tịnh trước hết phải xóa bỏ cho đến khi không có gì để xả bỏ thì mới gọi là tu thiền nếu còn chút gì dưỡng mắt thì chẳng phải là thiền hiện nay nhiều người hay tới hỏi tu thiền như thế nào nhưng họ là những người có gia đình đang bon chen trong danh lợi thì làm sao có thể tu thiền được đến như người xuất gia mà suốt ngày vì danh lợi vì lo ăn lo ở sự tu thiền của họ làm sao đạt tới định tam muội chẳng qua là dối người đấy thôi pháp sư sám dân hỏi nghe nói ngài dùng nước trì chú đại bi cứu được nhiều người khỏi bệnh điều ấy có thật không tôi làm gì mà biết chữa bệnh đó là vì nhiều người tin nước phép đại bi có thể trị hết bệnh họ thành tâm đến cầu xin thì tôi chú nguyện cho họ còn như công hiệu hay không là do họ có thành tâm hay không và do sự gia hộ của chư phật bồ tát ấy gọi là tin thì thật thành thì linh thật ra mọi người đều có thể niệm chú đại bi vào trong nước để trị bệnh có điều là người niệm cần phải thành tâm mới được người ta nói hòa thượng có thần thông có đúng vậy không điều ấy là do người ta nói còn tôi chỉ là một tăng nhân bình thường, bản chất dốt nát, không biết chữ, không biết tụng kinh thì lấy đâu ra thần thông. Nói như vậy, không sợ thiên hạ cười sao? Xin mạng phép hỏi Hòa Thượng, nghe nói Ngài độ rất nhiều tính chúng, thật đáng khâm phục, không biết có bao nhiêu người đã được độ. Nói ra thêm thẹn, tôi rất ấy nấy Tôi không có đức độ lại kém tu trì Người quy y tuy nhiều Mà kẻ được độ rất ít Đó là điều rất đáng tiếc cho tôi Nói cách khác Không phải là đại chúng không thể độ được Nhưng vì tôi không có sự tu trì Không đủ đức độ để cảm hóa đại chúng Hòa thượng quá khiêm tốn Hiện nay ai mà không biết Hòa thượng đạo cao đức trọng Đệ tử hàng ngàn hàng dạng trong và ngoài nước rất ngưỡng mộ pháp sư sám dân chỉ mấy vị đứng gần hòa thượng rồi hỏi tiếp quý vị đây có phải là những đệ tử mới xuất gia kính thưa hòa thượng quý vị đây đều có căn cơ tu hành thành tựu sư phụ nói họ đều rất tốt ai cũng có thiện căn chỉ cần trúc bỏ hết là thành tựu Hòa Thượng khai thị cho sinh viên đại học Có một sinh viên theo đạo giáo hỏi Ngài Con học Phật đã nhiều năm Kinh điển tuy biết chẳng nhiều Nhưng thầy đa số người học Phật mở miệng ra Là nói liễu sinh tử Tức là hết sống chết Mà trong kinh điển Đức Phật Thích Ca Chẳng hề dạy chúng ta liễu sinh tử Sư phụ đáp Tôi không biết cậu đã đọc những kinh gì và tôi cũng không hỏi cậu đã đọc những bộ kinh nào, còn như báo rằng trong kinh Phật không nói đến liễu sanh thoát tử thì đó là do cậu xem kinh mà không cầu hiểu nghĩa. Cậu nên đọc kỹ lại kinh mới thấy được trong mỗi bộ kinh Đức Phật đều muốn cho chúng sanh được liễu sinh thoát tử một sinh viên khác hỏi hòa thượng hiện nay là thái sơn bắt đầu của thiền tông đạo giáo cũng có ngồi thiền trước đây tuy con có học qua nhiều cách thiền khí công trong đạo giáo vậy mà về lời dạy minh tâm kiến tánh của thiền tông phật giáo con chẳng hiểu cứu cánh của nó là gì xin hỏi ngài làm sao mới có thể minh tâm kiến tánh sư phụ nói tôi nào phải thái sơn bắt đầu của thiền tông gì đâu tôi chỉ là một người tu khổ hạnh ăn chay lúc mười mấy tuổi xuất gia theo đạo phật vào rừng sâu sống kham khổ nhiều năm chẳng qua chỉ là một người phàm phu bình thường học phật muốn đạt đến chỗ minh tâm kiến tánh quan trọng nhất là phải buông xả tất cả nay cậu vừa học đạo giáo lại muốn học phật tu thiền thì chẳng bao giờ có thể đạt được kiến tánh thành phật vì cậu lấy tinh thần đạo giáo để học phật vậy là chấp ngã quá nặng do đó không thể minh tâm kiến tánh lại còn bắt cá hai tay đó là điều rất nguy hiểm con nghĩ rằng ra sức tu thiền theo đạo giáo làm cho thân thể mạnh khỏe thân thể mạnh khỏe mới có thời gian nhiều để học phật nên con học cả hai để mong được kết quả nhanh chóng. Điểm này cậu lại sai rồi. Người học Phật trước tiên phải có tinh thần quên mình và hỷ xả. Cái gọi là liễu sanh thoát tử ý nghĩa cũng như vậy. Chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi trong sáu nẻo. Nếu chấp thân này là của mình thì khó thoát khỏi con đường sanh tử cậu đã luyến tiếc bản thân muốn nó no mạnh khỏe để học phật thì ngay cả tiểu thừa cũng khó vào được huống hồ là đại thừa đại thừa lấy xã thân để thực hành hạnh nguyện bồ tát huống nữa cậu đang tìm kiếm tới lui giữa đạo giáo và phật giáo chắc chắn chẳng được cái gì cả không phải là việc làm đúng hướng sư truyền hải hỏi tu hành phải như thế nào xin sư phụ chỉ dạy con sư phụ đáp tôi không biết tu hành tôi chỉ biết khổ hành tức hạnh chỉ biết dụng khổ công chư tổ ngày xưa dạy chúng ta dụng công khổ hạnh phật không dùng học cũng không dùng tu chỉ xả thân khổ hạnh từ trong khổ hạnh mà chứng đạo ngày 16 tháng 3 năm 1978. Cư sĩ Dương Trưng cùng với anh sinh viên tên Hà Kiệt dẫn một người Mỹ tên Peking đến thăm, xin sư phụ cho biết về cuộc đời tu hành của người. Sư phụ trả lời: "Xin hỏi cư sĩ Lâm Giác Thi thì rõ." Peking nói: thưa sư phụ sư phụ mạnh khỏe sư phụ đã cao niên mà trông vẫn rất mạnh khỏe sư phụ nói con người cũng giống như thân cây lâu ngày thì bị mọt ăn ngồi thiền sư phụ có ấn định thời gian sớm tối không sư phụ nói nếu có chia ra sớm tối thì không phải là ngồi thiền đã dụng công thì không phân biệt sớm tối khi con ngồi thiền nếu có một niệm khởi lên con không nhìn hoặc theo dõi nó chẳng hề để ý đến nó nhưng có chú ý như vậy anh còn có cái chú ý làm thế nào mới có thể không chú ý như vậy anh còn có niệm làm thế nào à vẫn còn cái niệm. Cư sĩ Dương đưa tấm hình chụp pháp sư Từ Hàng và ảnh tượng Đức Phật Di Lặc cho sư phụ xem, nói: "Đức Phật Di Lặc từ bi ở ngay trong tâm chúng ta. Còn tâm tức nghĩ Phật Di Lặc từ bi là còn chấp." Người Mỹ lại hỏi: xin sư phụ dạy cho con hiểu thế nào là phật tri phật kiến và thân kiến tu như thế nào mới có thể thành phật còn có cái tôi dạy anh học thì không được còn có cái tôi đang như bất động còn cái tôi vẫn không được anh còn có tướng thân còn có cái học thì vẫn không được không có cái tôi đang làm gì cũng không có cái tôi đang như bất động. Sư phụ hỏi: "Anh đang uống trà nói chuyện, vậy người đang uống trà là ai?" "Người khác nước đang uống." "Người khác nước là ai?" Cư sĩ Dương nói xen vào: "Ấy là nói chung với mọi người hay nói riêng anh bạn Mỹ này?" vấn đề chẳng phải là nói với ai người hiểu được thì hiểu ra thông một lý thì dạng lý đều thông thi kinh lại hỏi theo giáo lý không ta không người không chúng sinh không thọ mạng trong kinh kim cang mà tu có được không anh vẫn còn câu kinh kim cang không ta không người không chúng sinh không thọ mạng Còn có cái ta để mà tu Vậy là còn có một cái ngã Có nên y theo câu của lục tổ Huệ Năng Vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Được, nhưng anh còn có một câu vẫn không được Nghe người ta nói niệm Phật chứng được tam muội Ngồi thiền có thể nhập định Anh còn nghe người ta nói vẫn còn là anh con nghe nói sư phụ đã chứng niệm phật ta muội ngồi thiền có thể nhập định anh nói với tôi thì tôi còn có cái để căn cứ nếu là người khác nói thì tôi không biết dù đông hay ít người khởi lên niệm phật ai cũng có chủ ý niệm đến khi tâm định dứt loạn hốt nhiên tiếng niệm phật vang vọng thấu dưới đất Tuy chúng ta không ở dưới đất niệm Phật, nhưng vẫn có tiếng niệm Phật dưới đất. Niệm đến khi âm thanh điều hòa, hốt nhiên âm thanh lại bay bổng lên giữa tầng không trung. Như thể mọi người đang ở trên hư không niệm Phật. Cái gọi là khắp hư không đều là âm thanh niệm Phật. Ấy là trạng thái niệm Phật ta muội. Người Mỹ hỏi, Cảnh giới như vậy kéo dài được bao lâu, một tuần, nửa tháng, một tháng hay nửa năm. Bất luận thời gian bao lâu, âm thanh niệm Phật cũng vẫn giữ như vậy, dù có tiếng chim kêu, tiếng xe chạy hay các tạp âm khác, tất cả đều trở thành Phật thanh. Nếu như anh còn phân biệt tiếng chim kêu, tiếng xe chạy, vân vân, thì cảnh giới ấy biến mất. Hiện nay nhiều người niệm Phật Chỉ miệng niệm mà tâm lại chạy đi chỗ khác Đó là tạp niệm Phật Tán tâm niệm Phật Đồ đệ của sư phụ rất đông Có người niệm Phật A-di-đà Có người niệm Chú Đại Bi Có người niệm quan Âm Bồ-Tát vân dân Anh quay sang hỏi sư truyền tịnh Sư phụ dạy cho thầy niệm gì? sư phụ dạy chúng tôi niệm phật di đà sư phụ nói với người mỹ sự tu tập của anh khá đấy có nghiên cứu một chút về tu thiền anh hỏi tôi nên tôi mới nói về tu thiền như thế còn những người bình thường khác tới hỏi tôi tôi đều dạy họ niệm phật con và sư phụ tâm ấn tâm anh còn cái tâm cái ấn còn có tâm ấn tâm thì vẫn còn có cái ngã tâm nằm ở nơi nào ba người đến đây hỏi tôi tôi còn nói chuyện với ba người các vị đi rồi tôi cũng không có không có anh nói với tôi gì cả sư phụ là một đại thiện tri thức đại triệt đại ngộ đó là anh nói tôi có làm gì đâu sư phụ Ngài là vị minh sư rất khéo khai ngộ cho đệ tử. Đó là anh nói, tôi không nghĩ như vậy. Hồi còn ở Mỹ chưa đến Đài Loan, còn cứ tưởng sư phụ ngồi nhập định thì trơ ra như phỏng. Sau khi hội kiến, mới rõ sư phụ là bậc thầy, biện tài vô ngại và rất là hoạt bát. Nam Mô A Di Đà Phật Đại sư Hoàng Nhất búng tay ba lần, tránh được việc quả thiêu. Sau khi đại sư Hoàng Nhất đến chùa Thừa Thiên, liền cùng giới hòa thượng chuyển trần, dẫn một số người lên núi. Ngài vào trong động xem xét kỹ lưỡng, nét mặt nghiêm trang, tán thản. Cảnh định này các bậc đại đức từ xưa đến nay rất hiếm có liền đến trước sư khẽ búng ngón tay ba lần mọi người theo gót hòa thượng chuyển trần hướng về phía động đá bích tiêu tham quan động bích tiêu là nơi ẩn tu của lão hòa thượng hoàng nhân pháp sư của ngài quảng khâm lão hòa thượng và ngài đã cùng hẹn nhau tu khổ hạnh tại núi này một người tu thiền ở động phía dưới núi một người tu niệm phật ở động phía trên. Mọi người lên tới động Bích Tiêu, trong lúc pha trà chưa xong, thì sư đã xuất định, đi lên núi ra mắt đảnh lễ Đại sư Hoàng Nhất, Hòa Thượng Chuyển Trần và Hòa Thượng Hoàng Nhân. Ngài Hoàng Nhất Kim Tốn, không tự cho là trưởng bối, cũng đáp lễ lại với sư. Sư nói, Đại sư đến đây xin được biết có điều gì dạy bảo. Ngài Hoàng Nhất trả lời, không dám, không dám, vì nhiễu việc tu hành của sư thật đắc tội. Cùng nhau hàng nguyên một lúc. Ngài Hoàng Nhất thấy sự tình đã xong ổn, nói với sư, ở đây chẳng có việc gì, xin thỉnh sư trở lại an nghỉ suýt chút nữa ngọn lửa lấy đi sinh mạng đại định chấn động thế gian chỉ đôi câu nói giản đơn và mọi sự trôi qua ngài hoàng nhất ngại làm phiền thêm việc tu hành của sư bèn lần theo con đường nhỏ ở núi sau đi vòng ra khỏi núi quả là từ xưa đến nay những bậc đại đức tu hành đều giản đơn thuần phát như vậy khiêm cẩn mà chu đáo sư từ sau lần nhập đại định ý giận nhất mực sắc tấn nỗ lực tham thiền cho đến khi chứng đạo ở trong động trước sau mười ba năm đối với nhiều người đừng nói chi sống một mình gian khổ mười ba năm trong núi ngay ở trong nhà đầy đủ tiện nghi mà một mình đối diện với chính mình cô tịch trong vòng một ngày đêm cũng đã thấy rất bực bội. Huống gì một mình ngồi trong động núi quan vắng suốt mười ba năm. Chị xét về cái năng lực chịu nổi sự vắng lặng đã là điều mà hãng phàm phu chúng ta không thể tưởng tượng. Lại còn nội tâm thể nghiệm cả một quá trình chịu đựng cái khó chịu đựng, làm nổi cái khó làm. Dĩ nhiên, Cảnh giới chứng đắc trong đó, Pháp Sư tự tại an lạc trong Pháp hỷ, đâu phải là cái cảnh mà chúng ta có thể hình dung được. Và chúng ta cũng không có cách gì cùng chia sẻ với người. Ấy là cái phần thưởng đền bù cho công tu khổ hạnh của người. Quy luật trong thiên nhiên xưa nay vốn bình đẳng, cái mất ở chỗ này sẽ tìm thấy nó ở nơi khác, không thể cùng một lúc có được cả hai. Việc tu hành cũng vậy, không có bất kỳ tiện nghi, tức ưu tiên nào, để mà chiếm, cũng không có chỗ cho sự xảo trá dạ dối. Tất cả phải đi từng bước thực tiễn, cày cấy được bao nhiêu thì thu hoạch được bấy nhiêu. Sau khi chứng ngộ, người thường suy nghĩ, nếu không xuống núi độ xanh, thì cũng giống như cửa động bị đá chắn dù cho bên trong có vật gì quý báu cũng không đem ra được để cho thế nhân cùng thọ hưởng cùng lắm là tự túc cho riêng mình và chỉ là một con người ích kỷ mà thôi như vậy thì không những phụ ơn phật mà còn trái với thể nguyện ban đầu thế là người kiên quyết dẹp bỏ cái khối đá trong lòng mạnh dạn hướng về chúng sinh trong biển khổ làm thuyền từ hải đăng cứu độ lúc bấy giờ đúng vào năm 1945 năm kháng chiến chống nhật thắng lợi người đã 55 tuổi sau khi người trở về chùa thừa thiên tự nhiên nổi lên dư luận xôn xao trong đại chúng có người nhìn con người sơn động quần áo lam lũ trước mặt mình với đôi mắt hiếu kỳ có kẻ nhìn bằng đôi mắt hoài nghi thử hỏi con người tầm thường mặt mày trông chẳng có gì gọi là thoát tục như sư làm sao có thể chứng ngộ một cách siêu việt nhưng đa số đồng đạo nhìn sư với ánh mắt thương cảm và kính phục người ta chú ý nhất ở chỗ áo sư ba cái giá thành một cái kín bên này thì trống bên kia ăn một bữa thay cho ba bữa mà còn bữa có bữa không trong lòng ai nấy đều lấy làm cảm khái tu khổ hạnh đâu phải là chuyện dễ sư chẳng quan tâm người ta nhìn mình bằng đôi mắt như thế nào nói với mình bằng lời nói ra sao vẫn giữ thái độ trung hậu khiêm cung nét mặt hòa ái với mọi người không thấy có gì khác biệt khi chưa lên núi và sau khi xuống núi. Sư vẫn y nhiên làm công việc của mình, ban ngày cùng với đại chúng chấp tác công việc, chiều lại lên chánh điện tọa thiền, an nhiên tự tại. Nhìn bề ngoài chẳng thấy sư biểu lộ vẻ gì rạng rỡ sau 13 năm gột rửa. 10. Bị nghi ngờ mà như tắm gội gió xuân. Sư trở về chùa Thừa Thiên không được bao lâu, tiền công đức trong đại điện bị mất. Khi thầy giám diện và thầy phụ trách hương đèn đưa tin đó ra, cả chùa xôn xao. Lúc sư chưa trở về chùa, số tiền công đức này chưa bao giờ bị mất cả. Sư về chưa được bao lâu, tiền công đức hương đèn nhờ vào đó tăng chúng sinh sống này bỗng không cánh mà bay khiến cho ai nấy đều nghĩ ngay đến sư quản người hàng đêm ngồi thiền trong chánh điện nếu có ai lấy trộm thì sư phải là người hay biết mà sư lại không có phản ứng gì thế thì người lấy trộm tiền công đức ấy là ai trong lòng mọi người tuy không nói ra nhưng ai cũng khẳng định được kể từ đó cả chùa từ trên xuống dưới tuy chẳng ai bảo ai nhưng mỗi lần lên đại điện hoặc lúc giáp mặt sư ai cũng nhìn bằng cặp mắt lạnh lùng người xưa nói bị mua người chỉ mặc không bệnh cũng chết sống trong hoàn cảnh bị mọi người mặc nhiên ruồng bỏ sư vẫn không một lời biện bạch cũng không hề khởi tâm buồn oán bất mãn sự thể như vậy diễn ra hơn một tuần lễ, sư vẫn tươi tỉnh như tắm gội gió xuân. lúc ấy thầy giám diện và thầy hương đăng mời phơi bày sự thật của công án. nguyên số tiền công đức bị mất là do hai thầy nghĩ ra để khảo nghiệm sư quản, xem thử mười ba năm trên núi sư rèn luyện được nhân cách như thế nào. nào ai nghĩ tới? Trước sự công phẫn của tăng chúng, sư vẫn an nhiên như tấm gội gió xuân. Qua sự giải bày của hai thầy, đại chúng ai nấy đều tự lấy làm xấu hổ. Suốt trên một tuần, kẻ mà ngày ngày bị mọi người khinh rẻ lại là một nhân cách tuyệt vời, một tăng nhân siêu phàm thoát tục. Mọi người ngoài cái tâm trạng ấy nấy bất an vì lầm lẫn đáng thẹn này còn mang lòng kính phục tán thán bội phần phần sư thì vẫn thản nhiên tự tại như chẳng có gì xảy ra không gì khen chê được mất mà biến đổi dung nhan năm dân quốc thứ ba mươi lăm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu sau tiết đoan ngọ một anh họ lâm người vĩnh xuân tỉnh phúc kiến đến tham quan chùa thừa thiên dụng có nhân duyên với sư Người nói, anh đến Đài Loan dạy học, hãy nên gửi thư cho tôi. Phật giáo Đài Loan bị ảnh hưởng của thần giáo Nhật Bản, làm cho không có sự phân biệt giữa tăng và tục. Tôi cũng có nhân duyên với Đài Loan, sẽ sang đó xây dựng đạo tràng quá độ chúng sanh. Anh Lâm nhận lời ngay và ở lại với sư một tuần, chuyện trò tâm đắc rồi xin quy y làm đệ tử người và phát tâm suốt đời hộ pháp. Ngày 17 tháng 6, Lâm Từ Giả sư để chuẩn bị đi Đài Loan. Lúc chia tay sư nói: "Nếu đi không được thì trở lại trò chuyện." Lâm cũng không hiểu tại sao, sau khi Từ Giả lên tàu, cảm giác lời nói của sư có ẩn ý gì đó. Không ngờ khi thuyền vừa ra biển, liền gặp gió bão không thể ra khơi. Lâm rời thuyền lập tức đi nhanh đến trình báo giới sư thì thấy người đã đứng đợi ở sân thềm trước điện. Thấy Lâm đến, sư cười kha kha nói Thầy biết thế nào con cũng trở lại. Hôm sau, Lâm nóng lòng đi Đài Loan nói với sư phụ Con thiết tha đi Đài Loan không biết khi nào thì đi được. Sư bảo, chiều ngày 20 lên thuyền, 21 ra biển, ngày 22 có thể đến nơi. Trưa ngày 20 quả nhiên, hãng tàu thông báo chiều tối lên thuyền, anh Lâm lại từ giả sư phụ, người dặn dò hai ba lần là phải gửi thư liên lạc. Lúc Lâm lên đường, sư còn chút, thuận buồn xuôi gió. Về sau quả đúng như lời sư nói, anh Lâm đến Đài Loan nhanh chóng bình yên. 11. Động Nhật Nguyệt, nước phun báo điềm lành Sau khi đến Đài Loan, cư sĩ Lâm Giác Phi thường liên lạc với sư. Mùa hạ năm 1947, do sự sắp xếp của Lâm, người cùng vị tăng Đài Loan, Pháp Sư Phổ Dượng ở thành phố Cơ Long, sau đổi tên là Phổ Quán, trụ trì giảng đường Phật giáo Cơ Long, này đã duyên tịp, từ Hạ Môn đi bằng tàu Anh đến Đài Loan. Ban đầu, người ở trong một ngôi nhà trống cất theo kiểu Nhật, thuộc nghĩa trang không quân Tân Điếm. Năm 1948, người khai tạc động Quang Minh trên vách đá phía sau đường Tân Điếm, nay là chùa Quảng Minh. Năm 1950, lại cất chùa Quảng Chiếu năm 1951, tạc tượng Phật A-di-đà thật lớn, hoàn thành vào mùa đông năm ấy. Ngay lúc gần xong, chẳng hiểu gì lý do gì, sư dội rời chùa, công việc đình chỉ. Năm 1952, cư sĩ Lý Văn Khải, quê Quảng Đông, quyên tiền hoàn thành công trình. Sư rời chùa đến núi Phúc Sơn ở Thổ Thành tìm một động đá thiên nhiên sống lại đời sống ẩn tu như trước sơn động sư ở cao hơn hai trượng sâu độ hai trượng rộng dài trượng cửa động nhìn về hướng đông nên nhận được cả ánh mặt trời và ánh trăng mới mọc do đó sư đặt tên là động nhật nguyệt động này trước kia không có nước từ ngày sư ở bỗng nước từ khe đá trong động phun ra chảy dọc trên cỏ sư dội đào một cái ao nhỏ để chứa nước trong mát ngọt miệng uống vào giải ngay cơn nóng khát sư vui mừng được suối linh mùa xuân năm 1952 cất ba gian nhà gỗ trước cửa động bên trái làm nhà bếp chính giữa thờ bồ tát địa tạng cũng năm ấy sư dựng một lều tranh cho hai đệ tử truyền giác và truyền ba cùng ở đồng thời giao cho sư truyền ý làm giám diện động nhật nguyệt. Năm 1953, sư lên đỉnh núi cất một cái lều tranh nhỏ ở. Có con trăng lớn, đêm thường bò tới chỗ sư mà không tỏ chút gì sợ sệt. Sư quy y cho nó. Một hôm, mấy người con trai ông trưởng xóm phía dưới núi bắt gặp con trăng bèn gọi đông người cùng nhau dùng gậy định giết nó. sư từ trên núi nghe tiếng ồn ào dội vàng ra bảo với họ: trăng đã quy y tam bảo rồi, đừng giết hại. nghe sư nói cả bọn giải tán bỏ đi. từ khi người rời tới ở động nhật nguyệt rất ít ai biết, sau ba lần nhập đại định mới làm chấn động nhân gian mùa xuân năm 1955, các tín nữ bản Kiều mua đất núi ở Thổ Thành cúng dường người. Núi này tục gọi Quả Sơn, nguyên là một đám rừng tre. Người đi vào rừng theo một con đường nhỏ, chặt tre dài độ ba thước, dùng dây thép cột lại thành tấm giạc tre. Cột nó vào thân cây tre sống, cách mặt đất dài thước. Người ngồi kiết già trên đó giống như lối sống của người thời tiền sử. Về sau mới mở đất, cất một gian nhà lợp ngói để thờ Phật, còn lại thì dựng lều tranh. Năm 1956, người trở về Tân Điếm, đến cuối năm 1958 lại trở lên Quả Sơn ở Thổ Thành. Năm 1960, xây Đại Điện, từ đó mới đặt tên là Thừa Thiên Thiền Tự, đổi tên núi thành Thanh Nguyên Sơn. Nghĩa là núi suối trong để ghi nhớ con suối hồi người xuất gia diện bích. Năm 1962, lại xây cất điện Tam Thánh. Năm 1964, thể theo lời thỉnh cầu của tín chúng, người đến Hoa Liên rồi quay lại Đài Trung xây dựng Quảng Long Tự trên núi Thanh Thủy. Suốt nhiều tháng, người chưa trở lại núi cũ. Sư giám diện lấy cớ đã ba lần mời mà người không về, đem đồ vật tích lũy xưa nay trong chùa phân phát theo thứ bậc cho huynh đệ và để mọi người tự phân tán. Quý năm 1964, người trở lại thừa thiên thiền tự tu bổ, dựng cổng chùa và làm phòng phương trượng. Từ ngày người đến Đài Loan cho đến khi định cư tại chùa Thừa Thiên trước sau 17 năm. Ẩn tích không muốn cho người biết bao nhiêu gian nan hoạn nạn không hề nói cho ai hay, bao kẻ xấu ác bất công người đều nhẫn nhượng và chẳng lấy làm thắc mắc. Từng có người đề nghị những tên vô lại đó phải trị chúng mới được, phải dùng luật mà chế tài. Người chỉ trả lời, người tốt cũng phải độ, kẻ xấu cũng phải độ. Chúng ta phải tự hổ thẹn đức mình chưa đủ, nên không cảm hóa họ được, không nên lấy oán, báo oán. 12. Thiền tịnh song tu, hiển thị mô phạm chư Phật. Sư tu theo hạnh đầu đà, của hai pháp môn thiền và tịnh lấy thân mình hiển thị mô phạm của chư phật trừ lúc trời mưa ra hàng đêm sư đều ngồi ngoài trời suốt mấy mươi năm sư vẫn hành trì như thế có điều rất lạ là sáng sớm cây cối núi rừng đều ướt đẫm sương chỉ có chỗ sư ngồi đường kín ướt dài thước thì hoàn toàn khô ráo do lòng từ bi thường cứu giúp người và công phu thiền định sâu dày của sư mà càng ngày số người tìm đến thăm viếng sư càng đông có người phát tâm quy y cầu xin học đạo có người vì hiếu kỳ ham vui cũng có kẻ tự cho mình cao siêu định thử sức công phu thiền định đủ hạng người với tính cách khác nhau như thế mà sư tuy là một cụ già không biết chữ nhưng đối đáp rất dễ dàng tự nhiên quả thật là phật pháp không thể nghĩ bàn xin nêu dài chuyện điển hình cộng hiến quý vị độc giả chuyện một một hôm có một giáo sư tự cho mình công phu thiền định rất cao sáng sớm đường đột bước vào thiền đường của người chẳng nói chẳng rằng ông ta tự động ngồi xuống sư cũng yên lặng không nói lời nào qua một lúc khá lâu ông giáo sư mở lời trước thưa hòa thượng ngài xem thử tôi đạt tới thiền thứ mấy hòa thượng nói tôi không thấy nghe nói công phu thiền định của ngài rất cao tôi đã đến đệ tứ thiền sao ngài không thấy hòa thượng trả lời tôi chỉ biết ngày ăn ba bữa chẳng làm việc gì. Tiếp đó, người đưa tay lấy tờ giấy vệ sinh, nhép miệng mấy cái, quay đầu lại hỏi ông ta. Giấy vệ sinh đang nói với tôi, ông có nghe được không? Ông giáo sư như gặp phải, kim can hai trượng chẳng giới tới đầu. Lặng lẽ rút lui. Chuyện 2 có một vị pháp sư đến thăm nói với người khi ở nước ngoài mỗi lần có động đất hay gió bão tôi dùng pháp sau đó động đất và gió bão đều biến lặng ngài đáp bần đạo thì chẳng làm gì cả lần thứ hai đến vị pháp sư lại nói hòa thượng ạ à, hiện nay tôi không làm gì hết người nói Bần đạo mỗi ngày ăn cơm, ngủ nghỉ, đi tản bộ. Công phu thiền định tự nhiên như thế, không có cái tôi đang làm gì, không chấp có cũng không chấp không. Nếu có người tự bảo tôi có công phu gì, người dùng không để đáp lại, còn người nào bảo không thì người lấy có mà ứng đối. vị Pháp Sư ấy sắp ra về, nói với người thỉnh hòa thượng nên ra nước ngoài quá độ chúng sanh. Người gật đầu. Ngày đến đó thì tôi đến. Pháp sư nghĩ là hòa thượng sẽ hiển thần thông. Bèn hành trang trở lại xứ người. Xong chờ mà chẳng thấy hòa thượng tới. Pháp sư thấy sốt ruột. Lần sau trở lại Đài Loan thăm. Pháp sư hỏi. Trước đây, Hòa thượng chẳng bảo rằng, tôi đến thì ngài đến sau. Lâu quá, chẳng thấy ngài đến. Ngài cười đáp. Ngài tới đây, bần đạo tiếp ngài ra sau. Đã nói những gì, hẳn là ngài đã hiểu rất rõ ràng. Khi ngài trở về, đem những gì bần đạo nói với ngài, nói cho họ nghe, đó chẳng phải là, ngài đến thì tôi đến hay sau. Pháp Sư Khách hốt nhiên hiểu ra, im lặng, chẳng nói lời gì. Chuyện 3 Một hôm, có vị sư chuyên tu phạm hạnh đến thăm hòa thượng nói với người. Tôi tu ta muội được mấy mươi năm, nay đến Đài Loan tìm chỗ tu hành, xin hòa thượng chỉ dạy cho. Người trả lời, Ngài tu ta muội đã mấy mươi năm, xin chỉ dạy cho tôi tôi chưa tu tam muội gì bao giờ làm sao nói với ngài được nhà sư lại bảo tôi định đóng cửa ẩn tu đại khai cần miếng đất chừng dài mươi bình đơn vị tính diện tích bên ngoài có giường hoa nho nhỏ hòa thượng thấy thế nào người đáp chúng ta đóng cửa mục đích là đóng tâm hay là đóng thân nếu đóng tâm thì cái thân tứ đại giả hợp này của ta cũng đủ lớn rồi còn như thân muốn hưởng thụ thì ngũ đại cũng không đủ đóng là đóng lục căng tu tâm đâu phải là vào địa ngục khi người đối đáp với ai trả lời ngay thẳng không cần suy nghĩ không cần lấy lòng cũng chẳng cần giữ sĩ diện hoàn toàn trực tâm đạo tràng giới luật chủ yếu là tự mình giữ giới rồi hòa thượng đem thanh quy trong nhà phật ra để minh chứng làm rõ thêm luận điểm của mình người nói theo quy luật tồng lâm không luận người tu thiền tu tịnh hay tu thiên thai duy thức đều phải chân chính tu hành hiện nay người ta phần nhiều do vì cuộc sống xô bồ nên việc tu hành chỉ là chạy theo hoàn cảnh chả lẽ biết tụng kinh khoác được áo cà sa là trở thành tăng bảo hay sao cũng có người viết được sách báo đấy nhưng chưa thể gọi là phật pháp được nói ra thật buồn lòng người ngậm ngùi nhà chùa trước kia lấy việc cứu tế tai ương đói kém bố thi cho kẻ bần cùng để kết duyên với xã hội ngõ hầu tiêu trừ khổ nạn còn ngày nay việc làm của các đạo tràng đài loan thật tương phản ai nấy thi đua làm cơm chay sao cho thật ngon nhằm thu hút người giàu tiền của và có địa vị trong xã hội ngày ngày quanh quẩn trong chốn tiền tài danh lợi thì càng xa rời phật pháp nói về mỗi quan hệ giữa tăng đoàn và cư sĩ hòa thượng khiêm tốn cho rằng tăng đoàn cống hiến quá ít không tạo được tác dụng lãnh đạo người nêu ra hai trường hợp làm thí dụ thứ nhất các giảng sư không nói rõ một cách thiết thực cho cư sĩ biết sự khác nhau giữa Phật, Bồ Tát của Phật giáo và thần linh của Đạo giáo. Cho đến nay, bất kể thành thị hay thôn quê, còn nhiều nơi, người ta thờ thổ địa, thành hoàng, văn xương đế quân, quan công, mã tổ, triệu công minh, lữ thuần dương, dân dân, chung với Phật và Bồ Tát trong cùng đền miếu. Lẽ ra, không nên như vậy. Kỷ định Nói về giới luật thì người xuất gia phần nhiều chưa nghiên cứu sâu. Người bảo Giới luật chủ yếu là tự mình giữ giới, không thể đem ra dạy bảo người khác phải làm theo, còn chính bản thân mình lại chẳng thực hành. Phật pháp không suy di, hưng suy là do lòng người nói đến đây, Hòa thượng trịnh trọng trả lời vấn đề mà nhiều người trong cũng như ngoài nước đang quan tâm. Người nói: Phật pháp không bao giờ suy di, lòng người mới thật đang suy di. Rồi người giảng rõ: Vì lòng người suy đồi nên nếp sống xã hội hỗn loạn, chuẩn mực đạo đức xuống cấp. Do đó, Phật pháp không hưng thịnh không có pháp thế gian thì không có phật pháp muốn phật pháp được hưng thịnh thì con người phải biết tu tâm và người trang trọng nhắc lại ba câu quen thuộc mà ai cũng đều biết nhân thân nan đắc phật pháp nan văn trung quốc nan sinh thân người khó được có phật pháp khó được nghe khó sinh vào trung quốc nhưng ba câu ấy từ miệng người nói ra như có sức mạnh ngàn cân làm cho tai chúng tôi bị chấn động. Kỷ đó, người dùng những thí dụ đơn giản để minh họa cho ba câu nói trên. Những người đi học hiện nay rất thích đi du học nước ngoài, đặc biệt là muốn đến nước Mỹ và châu Âu. Các nước phương Tây không coi trọng luân lý đạo đức, chỉ quan tâm đến khoa học kỹ thuật dù cho họ có học giỏi khoa học kỹ thuật rồi, cũng chỉ là cái giỏ bề ngoài. Không học đạo lý làm người, thì giả sử ai ai cũng đem bằng cấp tiến sĩ trở về nước, thì nghiêm túc mà nói, đối với quốc gia, xã hội, cũng chẳng lợi ích gì đáng kể. Sống trong mộng huyễn lục đạo, không thoát khỏi ta bà hòa thượng còn nêu ra những tai họa hỗn loạn trên thế giới và quy trách nhiệm cho sự vô tri của người phương tây họ dùng văn minh vật chất tô điểm cho thế giới vật chất hào nhoáng chỉ vì không hiểu lễ trọng nghĩa nên làm cho thế giới phát sinh động loạn dẫn đến tai ương người phương tây không dễ gì hiểu được nghĩa lý của câu thân người khó được có lại càng không hiểu nổi câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thân thể chúng ta bị quỷ hoại, nhưng Phật tánh thì không bao giờ bị hoại. Chúng sanh tuy có Phật tánh, nhưng ngày ngày sống trong mộng, ngay cả ba bữa ăn cũng ở trong mộng. Sống trong mộng huyện sáu nẻo luân hồi, không thoát khỏi cảnh ta bà. Muốn thoát khỏi cảnh giới ta bà, phải có duyên được nghe phật pháp và y theo phật pháp mà thực hành xã hội chẳng hề tổ chức dựa theo phật pháp nhưng thế giới ta bà hướng về phật pháp do vậy người xuất gia hiến thân cho phật pháp không thể để bị xã hội làm ô nhiễm mà phải lấy hạnh nguyện của mình làm cho xã hội được trong sạch người xuất gia vì từ bỏ danh lợi mới xuất gia hiện nay trong họ lại có kẻ vì danh lợi mà đấu tranh nhau ngấm ngầm hay công khai quả là làm mất đi bổn phận của người xuất gia không từ cái khổ mà nhập đạo không nhẫn nhục tinh tấn lại cùng với người thế tục đồng hội đồng thuyền thử hỏi như vậy làm sao mà thành được bậc thầy của người và trời do khổ mà nhập đạo và gắn liền với hạnh nguyện nói xong những lời tâm sự đầy cảm thán người chuyển sang nói về đức hạnh tu trì của chư phật và bồ tát trong quá khứ chư phật và bồ tát thời quá khứ đều tu khổ hạnh có vị tu trong vài đời có vị tu trong nhiều kiếp song đạm bạc không vọng động tác gì cho nên mới giác ngộ dứt sanh tử. Người đời nay phần nhiều không muốn cực khổ, không tin rằng Phật Bồ Tát vì chánh pháp mà xả bỏ thân mạng, do đó rất khó đi vào con đường đạo. Chư Phật và Bồ Tát thời quá khứ mỗi vị đều có nguyện lực riêng. Như Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, Đức Phật Dược Sư có 12 lời nguyện. Người tu hành phải noi gương chư Phật và Bồ Tát, mỗi người ít nhất phải phát một lời nguyện mãi mãi hành trì cho đến khi thành Phật mới thôi. Ấy là lời nguyện hoằng pháp độ sanh, hoàn thành Phật đạo, chứ không phải nguyện làm chùa lớn ở cho thoải mái. Nếu mà phát nguyện kiểu như vậy, thì thật đáng thương xót hiện nay quả thực có hạng người xuất gia kiểu đó họ chỉ toan tính xây chùa cho thật lớn có tín đồ thật đông và thích chứng tỏ khả năng trước mọi người họ không cho tính chúng của mình định lễ phật chùa khác mà chỉ tin phật bổn chùa chỉ muốn tín đồ tin theo mình không cho tin vào tu sĩ ở chùa khác hạng người tự cao ngã mạng như thế chỉ còn biết quay cuồng trong danh lợi chẳng khác gì người tại gia ngày ngày sống trong khổ não tính chúng và du khách lên núi càng lúc càng đông có người vào nghỉ trong điện có người đứng ở bên ngoài hòa thượng nhìn ánh mắt thiết tha của họ biết rằng họ còn có nhiều vấn đề mong được thịnh ý Ngài bèn kết luận một cách quyết định. Phật Pháp không suy di, mà lòng người suy di. Rồi với tinh thần khích lệ và hứa hẹn, Hòa Thượng nói với mọi người. Mấy năm gần đây, cư sĩ tại gia về phương diện hộ Pháp đã có nhiều cố gắng tích cực, nhưng cần phải tinh tấn, không nên tự mãn, phải luôn thành tâm học Phật, bất luận người tại gia hay xuất gia đều có thể thành phật thiền môn tu hành không ở lời nói ngôn từ của hòa thượng quảng khâm như dòng sông cuộn chảy khi người đang nói không ai có thể xen lời chỉ có sư phiên dịch là không ngừng chuyển dịch lời người thật là điều gây sự ngạc nhiên trước kia tôi vẫn thường nghe người thuyết giảng. Hơn phân nửa nội dung phải nhờ người dịch mới hiểu. Nhưng lần này bỗng nhiên tai tôi như linh thính, gần như hiểu được đến bảy phần mười. Mỗi lời người nói ra như phát xuất từ tâm can. Nếu đúng tệ đoan xã hội hiện nay, khiến cho người nghe cảm kích vô cùng. Nhưng khi người đề cập đến phương pháp tu trì của tông phái, thì đây chính là điều mà giới học Phật trẻ tuổi rất muốn biết. Cho nên tôi cung kính thành khẩn hỏi người về pháp tu thiền hiện nay và thiền tịnh song tu có phải là phương pháp tốt nhất? Người đáp Thiền không liên quan với hình tướng, không liên quan với thoại đầu, không bằng lời nói, không dùng thần thân, chỉ cầu nhập định, định được là thiền. Gần trăm năm nay, người học thiền đa số lấy niệm Phật làm căn bản, đó cũng là một đường hướng, nhưng đâu phải chỉ có con đường ấy mà thôi. Do vậy tôi không khuyên ai ai cũng phải theo con đường ấy. Người nói xong, chúng tôi lễ tạ lui ra đến trai đường dùng cơm trưa. Tôi cùng anh Đinh rẽ sang động Nhật Nguyệt ở núi sau. Đây là nơi ở của Hòa Thượng năm xưa. Hiện giờ sư truyền lương ở đó. Sư là người tu hành bình dị và thiết thực, khiêm cung hòa ái, tiếp dẫn tính chúng. Thật là một long thượng hiếm có. Trên đường về, hồi tưởng lại bữa cơm chay thanh đạm trong chùa, phong cách hiền hòa của đại chúng dung mạo từ bi của vị cao tăng phong cảnh yên bình u tịch của núi rừng ai bảo trên đất nước chúng tôi không có thiền pháp sư trái cây không nơi nào không tự tại dân lâm một giờ chiều ngày mùng 9 tháng 4, một đoàn người khởi hành từ Đài Bắc đi khoảng một tiếng đồng hồ xe đến làng Thổ Thành. Đến đoạn đường dốc núi quanh co, xe lên muốn không nổi. Hành khách định xuống đi bộ. Qua một eo dốc, bỗng xa xa, thấy thấp thoáng bóng chùa thừa thiên. Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ cho nhau, bàn tán về chuyến đi lịch sử của mình. Đến trước chùa, chỉ thấy một vùng đất màu vàng mới khai phá số là chùa thừa thiên đang trùng tu bên cạnh tạm thời dựng một cái nhà tôn để thờ phật có bố trí hai ghế dài và chiếc ghế dựa bằng mây đơn giản mà trang nhã bên trong một vị hòa thượng già thần thái điềm đạm đang ngồi trên chiếc ghế mây hai bàn tay nắm vào nhau thấy chúng tôi đến hòa thượng mỉm cười gật đầu làm cho chúng tôi cảm thấy thân mật đây chính là hòa thượng quảng khâm người mà thường được gọi là sư trái cây chúng tôi lễ phật xong ngài mời tất cả ngồi xuống giáo sư lam mở lời trước chúng con là sinh viên trong ban nghiên cứu thuộc diện nghiên cứu phật giáo trung quốc phật quang sơn hôm nay xin đến thăm hòa thượng đồng thời kính xin hòa thượng chỉ dạy cho người nói, Theo tôi, người mới xuất gia cần phải trải qua một giai đoạn khổ hạnh, tức là phải kham khổ trong cái ăn, cái mặc, cần cù làm việc. Dù bất cứ công việc gì, kiếm củi, gánh nước, trồng rau, nấu cơm, vân dân đều không nề hà, càng lao động cực khổ, trí tuệ càng mau phát. Người mới vào chùa, phải làm sao cho tâm an trụ biện pháp tốt nhất là chí tâm niệm phật a di đà hòa thượng chỉ các đệ tử của người nói hàng ngày tôi cũng chỉ dạy họ niệm nam mô a di đà phật pháp sư y nghiêm hỏi thưa ngài làm việc gì thì mới gọi là tu khổ hạnh hòa thượng đáp không so đo tính toán bất cứ việc gì trong sinh hoạt hàng ngày không khởi tâm phân biệt như vậy là tu khổ hạnh mọi người cảm thấy câu trả lời của hòa thượng rất đặc biệt tiếp đến sư huệ căng hỏi xin được hỏi pháp sư ngài có ý kiến gì đối với vấn đề nghiên cứu giáo lý không có ý kiến gì cả đó là điều rất tự nhiên các vị lấy nghiên cứu giáo lý để hoằng pháp còn tôi thì lấy việc tu trì để hoằng pháp như nhau sư tùng trí hỏi thưa ngài khi xưa ngài tu hành đóng cửa nhập thức, gặp lúc trắc trở ngài đối phó như thế nào phải vững tin phải có chỗ tựa trong bản tâm sâu kín của mình khi nhập thức có cần phải ngày càng ăn ít đi hay không? Không phải vậy, phải thuận theo tự nhiên, phải sống bình thường, không có gì ngăn ngại, phải có ngã mới là nhập thức. Nếu như có ta ăn nhiều ít ấy không phải tu mà là chấp trước. Khi con nhập thức, có lúc không muốn ăn cho nên không ăn cố ý không ăn thì quả khí bốc lên, không thể tu hành được. Ý nghĩ không muốn ăn khởi lên ý là chấp trước, không muốn ăn là có cái ta không muốn ăn. Có lúc không ăn cảm thấy dễ chịu thì sao? Chỉ dễ chịu vài ngày thôi, hiện tượng đó tạm thời. Bởi vì chúng ta chưa đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn, một niệm không khởi, cho nên có ý chấp không ăn thì thân thể sẽ suy yếu dần. Hỏi đáp một hồi, mọi người nhớ lại những lời thuyết giảng vừa rồi. Bỗng sư Huệ Trí hỏi tiếp. Nghe nói, Hòa Thượng chỉ ăn trái cây sống qua ngày. Câu hỏi chưa dứt, Hòa Thượng đã trả lời. Bây giờ tôi không ăn trái cây như vậy nữa. Năm 1947, lúc đó, người 57 tuổi, Tôi từ Đại Lục đến Đài Loan, tu hành ở trong núi, suốt thời gian từ 55 đến 84 tuổi ăn toàn trái cây, còn bây giờ tùy duyên, tôi ăn chay bình thường. Thưa Ngài, vì sao Ngài lại có ý nghĩ ăn trái cây? Vì trên núi không có gì để ăn, dĩ nhiên là phải ăn trái cây thôi. Nghe nói thì ai nấy đều cười, câu trả lời hoàn toàn ngoài sự ức đoán của mọi người hòa thượng nói tiếp tôi đâu phải cố ý chỉ ăn trái cây có lúc không có trái cây thì uống nước cũng qua được một ngày sư tùng trí hỏi nghe nói hòa thượng lúc đầu lên núi bị lạc đường tìm không có gì để ăn nên mới ăn trái cây đúng vậy trên núi không có gì để ăn không có thiên nhân cúng dường chỉ còn cách tìm trái rừng ăn đỡ đói sư huệ tịnh hỏi ăn trái cây như vậy cơ thể chịu nổi không chịu không nổi cũng phải chịu có trái cây ăn là tốt lắm rồi sao lại còn nghĩ đến chịu nổi hay không nổi câu trả lời làm cho mọi người cười gian lần nữa giáo sư lam hỏi hàng ngày hòa thượng vẫn ngồi thiền tôi tùy phương tiện hiện nay việc gì cũng có ăn ngủ ngủ rồi đến ghế mây ngồi muốn ngủ thì ngủ muốn ăn thì ăn không lúc nào mà chẳng tự tại hòa thượng làm cho mọi người cảm thấy thú vị và thân mật hơn sư tuệ tung thưa ngài hành thiền nên bắt đầu tập từ đâu bắt đầu tập từ quán tự tại lại một câu trả lời đặc biệt có phải ngài tu theo thiền tông không tôi thiền về tịnh độ niệm nam mô a di đà phật sư huệ minh thưa hòa thượng niệm phật có bí quyết gì không có bí quyết gì cả chỉ quán tâm của mình có người không biết niệm phật chỉ mong được sống lâu nhưng mong muốn sống lâu để làm gì chỉ kéo dài thêm thời gian tạo nghiệp người biết niệm phật thì tâm với phật là một thêm một năm thọ mạng tức là thêm một năm vô lượng thọ phật sư huệ căng nói trong thời buổi hiện nay hoàng dương phật pháp nên theo phương cách nào thì tương đối tốt sao như tôi vừa mới trình bày các vị lấy học thức để hoàn pháp còn tôi thì lấy niệm phật để hoàn pháp cái nào cũng cần sư tùng trí hỏi sang chuyện khác thưa hòa thượng nghe nói nơi này sắp xây lại đại điện tín đồ phật tử phát tâm muốn xây lại thì cứ để cho họ làm tôi không bận tâm không vui mừng cũng không khó chịu Bầu không khí yên lặng trong giây lát. Lại có người hỏi, xin thưa, khi mới ngồi thiền giọng niệm rất nhiều, làm cách nào để đối trị? Giọng niệm nhiều là nghiệp chướng nhiều. Để trừ giọng niệm thì niệm Phật là tương đối dễ. Ngoài ra, chuyện thế gian phải giảm bớt đi. Đó là điều trọng yếu. Giáo sư Lam hỏi, Có người tin theo ngoại đạo nhưng bản chất của họ rất tốt vậy về sau họ sẽ sanh vào cõi nào đó là do tâm phân biệt của các anh theo tôi mọi người đều như nhau mỗi tôn giáo đều có chỗ tốt của họ nên đối với xã hội đều có mức độ lợi ích nhất định đây không phải là vấn đề anh tốt hay tôi tốt mà là vấn đề tầng lớp căn cơ tiếp đó hòa thượng hỏi lại chúng tôi độ chúng sanh độ bằng cách nào câu hỏi bất ngờ mọi người không biết phải trả lời như thế nào hòa thượng tự giải đáp độ chúng sanh thật ra không phải là chuyện dễ chúng ta phải xuất phát từ lòng từ bi thì chúng sanh mới nghe theo họ mới chịu để cho chúng ta độ nếu họ mà không tin theo thì không có cách gì để độ họ được cho nên Điều thiết yếu là phải thuận theo cái tự nhiên, làm sao mà mỗi khi gặp chúng ta, họ cảm thấy vui mừng. Độ chúng sinh cần phải tùy duyên quá độ, phải có lòng từ và thuận theo tự nhiên. Do vậy mà chữ duyên ở đây rất là quan trọng. Sư Huệ Trí lại hỏi, Thưa Hòa Thượng, đối với vấn đề thoát dòng sanh tử, Ngài thấy thế nào? thoát dòng sanh tử. À, đâu phải là chuyện dễ bàn. Tuy nhiên, muốn thoát sanh tử cũng có biện pháp tương đối giản dị, đó là niệm Phật. Nhưng đừng tưởng niệm Phật là dễ. Sơ suất một niệm sẽ rơi vào trạng thái ngủ gật, tức hôn trầm. Một người hỏi, nếu lúc niệm Phật mà buồn ngủ thì phải làm sao? Buồn ngủ thì cứ ngủ. Cô sinh viên Thái Nguyệt Tú hỏi, Có người niệm Phật cầu thoát khỏi sanh tử, nhưng lại có Bồ Tát vì bổ nguyện mà trở lại độ sanh. Hai trường hợp này có gì khác nhau? Theo ý tôi, nguyện lực của mỗi bên có khác. Xin hỏi, các vị đi học, nguyện vọng có giống nhau không? Ngài trả lời vấn đề thật là khéo giáo sư Lam. Tu hành đạt đến trình độ nhất định nào đó rồi, đối với vấn đề giảng sanh Tây Phương có thể tự mình biết được không? Chỉ đến khi Lâm chung mới biết được, ai ai cũng có thể thành Phật, chỉ vì nghiệp cảm khác nhau nên trước sau không giống nhau. Thân người khó có được, vì thì phải nỗ lực tu hành địa ngục, súc sanh đều do mình tạo ra. Thành Phật làm tổ cũng tự mình mà được. Muốn thành Phật phải trải qua kiếp người, phải nắm lấy cơ hội mà tu hành. Sư Y Quảng Niệm danh hiệu Phật phải chăng cũng là chấp? Niệm danh hiệu Phật không phải là chấp, vì có chú ý niệm danh hiệu Phật mới được chánh niệm, nếu như niệm mà tán tâm hoặc tâm nghĩ đến danh lợi thì đó mới gọi là chấp nhất mực phải niệm phật nhất mực phải niệm như vậy có phải là chấp không đó không phải là chấp mà là tinh tấn sư huệ minh có người nói niệm phật bị ma phá vì sao vậy ấy là do tâm tưởng nên mới sinh ma phá không chú tâm thì mới thấy ma Pháp Sư Thường Ân Khi niệm Phật, nếu như tâm bị tán loạn, thì phải làm cách nào? Chỉ có một cách duy nhất là tiếp tục niệm, tập trung hết tinh thần vào sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật sẽ đối trị được. Giáo sư Lam hỏi, Ngài nghĩ thế nào về câu đới nghiệp giảng sanh, tức là mang nghiệp dẫn giảng sanh? đới nghiệp bất năng giảng sanh, tức là ma nghiệp không thể giảng sanh. Câu đới nghiệp giảng sanh trong kinh điển không hàm ý nghĩa như người ta thường tưởng. Tuy ta có tâm nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc, nhưng khi lâm chung, nếu nghiệp lực lớn hơn niệm lực thì không thể giảng sanh. Nếu nhờ nguyện lực mà ta được trở lại làm người, lại tiếp tục niệm Phật, chuyển kiếp như vậy nhiều lần, niệm cho đến khi nào niệm lực lớn hơn nghiệp lực, thì sẽ được giảng sanh. Pháp sư Y Hằng hỏi, khi chuyển kiếp mà sanh vào gia đình cơ đốc giáo, không còn niệm Phật nữa thì sao? Không phải vậy, đến thời kỳ nhất định, nguyện lực của người ấy sẽ thúc đẩy họ niệm Phật. Có chủng tử của nguyện lực, ác sẽ khiến họ niệm Phật cô thái nguyệt tú hỏi có người tu hành rất tinh tấn nhưng lại chết vì trọng bệnh hoặc do tai biến đối với vấn đề ấy ngài thấy thế nào phải chăng vì định nghiệp khó chuyển đáp có thể nói là định nghiệp khó chuyển cũng có thể ấy là trả nghiệp theo tâm nguyện có người bảo Người tu hành như vậy chả lẽ không vận dụng được sức tu hành để khắc phục nghiệp lực. Tôi có thể nói rằng, có tu hành mới bị khổ nạn, làm cho điêu đứng khổ sở. Đó chính là công đức tu hành khiến cho nghiệp lực được giải quyết trong đời này. Hòa Thượng nhấn mạnh, cần phải nhất tâm niệm Phật. Pháp Sư Hoàng Ý hỏi, trong kinh A-di-đà có câu, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào gọi ấy tức cực lạc. Sau ngày cho rằng chỉ chuyên tâm niệm danh hiệu Phật thì có thể giảng sanh. Chỉ cần có đủ lòng tin, được như thế phước đức nhân duyên nhất định có đủ. Vấn đề hiện tại là lòng tin của Ngài. Xét cho cùng, đó là thứ lòng tin nào? Là niềm tin chung chung chăng? là tin bằng cách niệm năm ba dạng danh hiệu Phật, là phó thác sinh mạng vào niềm tin, hay là niềm tin nhất tâm bất loạn, một niệm không khởi. Tự bản thân Ngài trang bị cho mình thứ tính tâm nào? Ngài hãy tự biết lấy, nhân duyên phước đức có đầy đủ chưa? Rời khỏi chùa thừa thiên, ai nấy như có cảm giác là lời đồn về hòa thượng và hòa thượng trong thực tế không giống nhau hoàn toàn qua phong cách luận đàm của người quả là biện tài vô ngại có thể thấy được mẫu mực của một bậc cao tăng điều này không những làm tăng thêm kiến thức cho chúng tôi mà còn khích lệ tính tâm của chúng tôi nữa